Kính chào các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Học Cờ Tướng Live sẽ gửi tới các bạn một ván cờ hay đánh trong giải cờ tướng xuất sắc toàn quốc năm 2024 trong thể thức cờ tiêu chuẩn. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Nguyễn Thành Bảo và người cầm bên đen là anh Nguyễn Anh Mẫn.吃 吃 吃 吃
吃 吃 将军，吃。 Và tiếp theo sau phần cờ cho Bình xe ăn pháo thì bên đỏ lập tức tung chiêu bằng phần cờ cho phế xe chạy thẳng vào pháo. Phế trước và sau đồng thời tạo ra tư thế hơn quân. Một đường tính sắc bén đến từ danh thủ Nguyễn Thanh Bảo. Các bạn sẽ cùng xem tiếp. Chứ 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 Và tới hình cờ trên sau phần cờ cho mã 2 thoái 4 về. Để bắt tốt thì bên đen của Nguyễn Anh Mẫn anh đã phải buông cờ nhận thua trong hình cờ trên, một ván cờ tấn công ấn tượng khi bên đỏ của anh Bảo bất ngờ có đòn tung xe vào pháo về xe, sau đó bắt lại cây hơn quân và thắng lợi về cờ tàn. Một trình độ đỉnh cao đến từ anh Bảo. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.